Hello, xin chào cả nhà nha. Mình hiện tại đang ở một nơi rất là xa nhà, gần ở London và Windsor. Đây, mọi người đang câu musky đây bà con. Đồng đen như kiến vậy ạ. Cuối cùng thì đồng bọn mình cũng có đã chỗ chen chân. Đấy, một người. Hôm nay vẫn chưa có chỗ, đang đứng một bên. Hơi bị đông luôn. Ở đây có ai câu musky chưa? Thấy người ta câu quay toàn là con cá nó bằng bằng con quái vật không à. Nói con bác chết bảo vẫn còn đang ở chỗ đó. Con bác chỗ này á hả? Mới quay lại. Bên kia không sóng gió lắm. Sóng lớn không có câu được, chỗ này câu ngon hơn. Nên quay trở lại coi thử có chỗ không. Thì chúng chen chân đường chỗ nè, một anh nè. Thằng này sáng giờ lên được có một hai con rồi đó. Nó thả lại rồi. Giờ đỡ sáng còn đông ác nữa. Đây member Liễu Hoàng. Đó, đang đứng đó, mặc áo xám xám đó bà con. Nên là chưa có ai lên cá rồi. Đây là chắc con gà nè. Tàu cảnh sát biển á. Hello Đức Phạm nha, Đức Dung Phạm. Để coi xíu nó có ai lên cá không, quay cho bà con coi. Sáng lúc mình tới thì có một người lên cá, cá chụp hình cũng nhỏ, trong người ta thả lại hết rồi. Đang ở gần Windsor với lại London. Đức ơi, mà không biết đi theo địa chỉ thôi chứ không biết nó nằm là thuộc về London hay là Windsor nữa. Chỗ đây là chỉ câu musky thôi, không có câu cá gì khác hết rồi, ngồi musky rồi. Thì thấy bà con thấy con lươn không? Nó bự giống cầm tay vậy đó. Hồi xưa mình vô tiệm câu mình tưởng mấy con này đang dành câu cá biển á. Bự chà bá luôn. Hello anh Dũng nha. Bà Kim dịch hơi trống nè, sáng là nó dày đặc là không có chỗ đậu xe luôn á, giờ hơi trống rồi. Sao bạn Hiền? Quậy quá hả? Quăng chừng 20 trái rồi. Thì giờ người ta đóng cửa không có mở phòng chim thì mình ra mình tập chim. mùa này câu cá gì hả? Muốn câu cái gì câu chứ. Mùa này chỉ có trout, salmon, musky nè. Musky chắc là ô dê, mỗi năm người một ngày chỉ được một con thôi, không biết phải ô dê không nữa. Tùy theo zone, phải không, nó ba con. Ngày câu cũng ok, sáng được ba con mà con. Ba con mà chắc nhỏ nó thả lại hết rồi. Một con phải trên 1 mét. 1 mét mấy á, 1 mét 2 á, mới được lấy. Mấy cái này là quăng từ sáng tới chiều luôn mà nó không biết mỗi tay là cái gì ha. Còn câu dai thiệt. Đứng đây là chỉ thấy lua bay ra thôi. Đó, lua bay ra nè. Lua vô nè.
là lua bay ra nè. Chưa thấy cá vô, thấy toàn lua bay không. Nhiều người quăng rất là chuyên nghiệp, nhiều người quăng rất là amateur. Khu này dính, góc này dính dính nè. Như khúc chính giữa thì sáng giờ chưa thấy, mà khúc gút bài kia thì cũng có lên cá luôn rồi. Các bạn đi câu cá, các bạn đừng đứng chính giữa nha, một đứng đầu, hai đứng đuôi. Tại cá nó vô đầu hay vô đuôi, vô giữa là chưa vượt vô tới giữa là bị hốt rồi. Hello Nghị, hello Huy. Bữa nào tranh thủ xuống đây câu Huy à, dưới đây ok đó. Mấy này giống của chính phủ thôi. Cốt ga mà. Nó không, không phải, nó không phải cốt ga mà giống như là cảnh sát biển. Chỉ tuần tra thôi. Còn mình thì bữa nay câu được con rồi cho nên là mình ấm bụng rồi, cho mình không cần câu nữa. Câu được con lua bự chà bá. Mới tới Quy ơi, sáng giờ đâu có chỗ câu đâu. Oh, this guy he just miss. This guy he just miss. Như cá mới táp mới chặt rồi dễ giật. Lua đây mà rớt xuống là giống như là bơm bơm nguyên tử rớt vậy. Rớt đúng đó, thấy không, nghe rớt không, nghe tiếng rớt không, đúng này nè, chuẩn bị nè đó, đúng. Bây giờ chỉ có anh, chỉ có đại ca Bamboo đang đứng có chỗ ngon câu nè, xíu đổi tay ra để câu với thay tay chỗ Bamboo kìa, chỗ Bamboo cũng ngon á, đứng giữa cũng ok, đỡ hơn cái mé bên đó. Này đứng gần đó cũng ok. Nhưng mà cơ hội nó đi ra, nó đi giữa cái dọc sông nhiều hơn, ra vô nhiều hơn, nó ít cái vô trong mé trong này. Thấy không? Tàu ra vô cũng nhiều mà con. Chết, mất cái tàu, trời ơi. Nó vô cái tàu luôn. Xíu nữa vô tàu. Xem chung chim mà. Ra quay đi. Gần hết giờ rồi, cố lên. Tàu nó trolling nè, hai con hai sao đít.
Hình như chỗ này nó bán lua á Tân. Con nhỏ áo hồng này nó bán lua nè. Thấy để bày ra nó phơi quá trời nè. Hỏi không có bán ra mua đi. Nhỏ áo hồng nè. Mua vậy qua thì không có con nào mà tốn quá trời tốn luôn. Sáng giờ mới đứt có 1 con mà tháng 30 đồng nhiều. Chưa thấy con nào có kết quả gì hết. Nó bán lùa, nó bán mấy con mồi câu musky á, cho nó để cái hộp dưới đất đầy kìa. Nghe cái bài nó cái dấu thước đo luôn á. Con này là phải con câu con đó sáng giờ đâu nó thay bên đổi mà. Không có con đó là nó dính tới giờ luôn. Có đại ca Tân đi chụp mà. Mà không nè. Tại sao đưa hai ngón đó, đưa hai ngón kia? Tại sao đưa ngón đó? Có ba anh em mà Tân với Vinh với lại Bamboo ba anh em mà. Giờ lên cá mà không thấy ai có cá rồi. Yeah, some. This guy got three. Yeah. Hello Thắng nha. Sau khi mình khảo sát tình hình ở đây là mình thấy là các bạn đi câu musky các bạn phải có mồi đúng, cần đúng. Máy quay thì loại nào cũng được. Cho nên cái chủ yếu là cái cần và con mồi, hai thứ đó. Cần của mình là cần câu cá bát cho mình không dám quay đâu, nó sợ nó quăng gãy cần á, nặng lắm, cái con lua nó nặng móc con lua thôi giống dính, còn tưởng dính cá bát không á. Nó quịch luôn. Nên không có câu được. Chỉ có đại ca Tân cái cần hơi dài dài cũng ráng quăng cho có lệ. Chứ câu cũng không dám quăng thoải mái. Không. Các bạn coi cái cần nó quịch kìa, móc con lua tăng đứng cái cần quay cái cần con lua nó quịch cỡ nào, thấy các bạn thấy con lua không, nó bự chà bá, cái cần nó nặng cỡ đó đó. Vác đi luôn chứ không kiên nữa, qua đỡ chỗ à con lua chà bá không. Như cái đột bánh tét vậy. Điện thoại mình chỉ còn 10% pin thôi. Sao hết pin rồi? Xíu nữa các bạn thấy mà hết pin tắt là các bạn biết từ làn điện thoại mình hết pin nha, không thể nào quay được nữa rồi. Mà chưa thấy ai lên cá quay cho bà con coi.
Hai đại ca nhà mình bây giờ ra tướng đó, ra khúc giữa hả? Chiếm chỗ người ta đó. Kệ. Cứ ráng quay biết đâu được, vận may sẽ tới. Chuyện này phải về sắm cái cần. Máy thì xài máy nào cũng được. Lua thì có rồi, mua thêm mớ nữa. Mua lua thì có loại nổi, loại chìm. Hai đại ca cu tèo. Câu con tèo ơi. Nay nhà đi câu con tèo. Bởi vì cái cần mình đâu dám móc lu quăng đâu. Oh, he got fish. He got fish. Fish on, fish on, muskie on. Hey. Another one coming right now. On time. Oh, he loses. Shoot. Xem xíu là có video cho bà con coi rồi. Gần hết pin rồi, gần hết pin rồi. Ráng lên mấy anh em ơi. Ráng kiếm một con lên cho bà con coi coi. Ừ, nó công lua ba khúc á, quất ngon á. Sáng giờ nó là người dính nhiều nhất á. Mấy con mà con ếch nè, câu sáng giờ chưa thấy dính luôn á, chưa ai thấy dính rồi. Mà cái con ba khúc câu dính rất là nhiều, cái con ba khúc màu xanh nè, xanh hơi lá cây đọt chuối xíu, không phải xanh đậm, bụng thì trắng, màu hồng này sáng giờ cũng chưa dính luôn nè. Gần hết pin rồi. Đội mình một đứa thì đứng quay, thằng nào mệt thì đợi thay tay đổi vô. Giờ chỗ nó đông như vậy sao chỗ nào câu. Ship chain. Đổi tay tiếp. Cần này câu musky không có được. Cần nhiều quá, hỏi nào bán một cái. Hỏi nó bán lua phải không? Nó bán lua phải không? Nó bán lua. Chứ hỏi nó bán rẻ không? Mua mấy con đi để dành. Ồ, chiếc tàu canu này dễ thương vậy. Chiếc tàu này nhỏ xíu thôi.
sáng giờ đâu dính vườn. Tàu câu cũng nhiều lắm bà con, quá trời luôn, đậu dọc dọc nghe nè, đậu dọc dọc câu với ngoài nhiều lắm. Hả? Rồi, câu rồi chứ. Cũng đầu tư dữ ha. Mấy đứa mà câu vậy là thường nó có tàu á. Thấy cái hộp hộp đồ câu nó đã không? Đồ khủng không, một con 40-50 đồng con á, không rẻ đâu. Đồng là cả ngàn bạc. Mình thì đám mình chưa, đội của mình chưa có ai dính á, nhưng mà người ta có dính, tại mới tới có mới tới mới có chỗ câu à, sáng giờ không có chỗ câu, đi vòng xong quay lại giờ mới có chỗ, nhưng mà có người dính 3 con rồi. Musky mà dưới chắc dưới một mét cho nên phải thả lại hết, chưa đủ size. Rồi, chắc có lẽ tình hình là livestream gián đoạn đây nè, hết pin bà con ơi, còn 3% rồi, hết pin. Hello anh Lê, sáng giờ rủ đi câu thấy trả lời anh Lê. Dòng nữa, chuẩn bị tắt máy thôi, hết pin rồi. Đồng đèn ha, đứng dày đặc luôn á, không có chỗ chen chân. Này ngày cuối tuần lễ, các bạn đi câu musky ở đây, các bạn đi ngày thường nha, đừng đi cuối tuần ha. Độc như kiến. Chào cả nhà nha. Bye bye. Hết pin rồi. Hẹn dịp sau.